quý vị, khoảng một tháng trở lại đây, món trà sữa niêu được pha chế bằng cách đun trong niêu đất nung và uống ngay khi còn nóng đã nổi tiếng trên khắp các mạng xã hội, từ Facebook đến TikTok. Tại Việt Nam, thức uống này cũng được nhiều bạn trẻ săn lùng để thỏa cảm giác tò mò. 20 giờ, quán trà sữa niêu với tuổi đời gần một tháng trên vỉa hè phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, không còn trống bàn nào. Hàng dài khách hàng shipper xếp ngay ngắn chờ đến lượt được thưởng thức. Dù phải chờ cả nửa tiếng để được thưởng thức món đồ uống hot trend này, nhưng tất cả đều kiên nhẫn. 100% nguyên liệu từ thiên nhiên, mình có dùng sữa tươi của Việt Nam và táo đỏ, trong đó có và nấu kèm với táo đỏ kỳ tử với táo lát. Và một số những các loại hoa như hoa hồng, hoa nhài và hoa ộ, quý hoa. Và có một món nữa là món gừng sữa đường nâu. Tùy theo loại trà, ví dụ như là trà hoa hồng thì cũng có thể là làm giúp đẹp da. Và trà hoa nhài thì mình có thể tăng sức đề kháng. Và ô long thì cũng có thể là kiểu cải thiện hệ tiêu hóa của mình. Món đồ uống này vốn nổi tiếng tại Trung Quốc được các bạn trẻ mang về Việt Nam cải biên để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Đến quán lúc 21 giờ, chị Thu Nga và nhóm bạn của mình phải chờ cả 30 phút để được thử món trà sữa lạ từ cách chế biến đến các hương liệu được sử dụng. Vừa mới thử thì cũng thấy nó cũng hơi khác biệt các cái vị ngày xưa thử. Nó mỗi cái vị nó đặc biệt riêng ấy. Vị hoa hồng thì nó rõ mùi hoa hồng, nó thơm nữa. Còn mùi hoa nhài thì cũng nhẹ nhàng. Thơm, ô long thì cũng đậm vị. Ở thời điểm hiện tại, trà sữa niêu đang là thức uống được giới trẻ săn lùng. Mỗi ngày quán trà sữa này mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ, nhưng số lượng bán ra không hề nhỏ, dao động từ 200 đến 300 cốc. Về cá nhân em thì em làm đồ uống nên là em cảm thấy về hương vị thì không có gì khác biệt trà sữa nhà bình thường cả. Vì hôm nay em gọi cốc nhà. Em cũng đã từng pha nóng rồi thì hương vị của nó khi mà thêm các cái loại táo hay là kỳ tử vào thì không khác gì so với cái vị thông thường của trà sữa nhà cả. Em nghĩ trà sữa này tạo trend là vì mọi người cảm thấy cách làm của nó mới lạ và đây là lần đầu mọi người được nóng. Đợt vừa rồi thì mình cũng có thấy là bánh đông su và trà chanh dạ tay chỉ là lên rất là nhanh xong rồi xuống. Thì với cái món trà sữa này của bên mình thì khá là tự tin khi mà mang về vì mình đã có chỉnh sửa lại và có khách người quay lại uống. Nên là theo mình là khá là tự tin. Bên mình cũng đã có những cái phương hướng để phát triển nó thành một cái món để lâu dài cho người Việt Nam hàng ngày ạ. Khi trà sữa niêu nổi lên thành một trend đồ uống, hàng loạt các quán ở khắp các quận tại Hà Nội đã ngay lập tức cập nhật thức uống này vào menu của mình. Tuy nhiên, liệu trà sữa niêu có nhanh chóng biến mất trên đường đua hot trend hay không sẽ được trả lời trong thời gian tới.